Apple hôm 13 tháng 9 đã bảo vệ mẫu iPhone 12 của mình sau khi cơ quan giám sát của Pháp ra lệnh ngừng bán sản phẩm này với lý do vượt qua giới hạn phơi nhiễm bức xạ của Liên minh châu Âu-EU. Động thái này làm tăng khả năng sẽ có các lệnh cấm khác trên khắp châu Âu. Cơ quan tần số quốc gia của Pháp cho biết họ sẽ cử đại diện đến các cửa hàng Apple và các nhà phân phối khác để đảm bảo mẫu máy này không còn được bán nữa. Đồng thời, cơ quan này cảnh báo rằng việc không hành động sẽ dẫn đến lệnh thu hồi số điện thoại iPhone 12 đã bán cho người tiêu dùng. Trong khi đó, Apple phản bác phát hiện của cơ quan giám sát. Trong một tuyên bố, công ty cho biết iPhone 12, sản phẩm đã được ra mắt vào năm 2020, đã được nhiều cơ quan quốc tế chứng nhận đã tuân thủ các tiêu chuẩn bức xạ toàn cầu. Theo đó, Apple đã cung cấp một số kết quả phòng thí nghiệm của công ty và bên thứ ba để chứng minh sản phẩm tuân thủ các yêu cầu của cơ quan Pháp. Một khách hàng của Apple cho biết ông cảm thấy an toàn khi sử dụng iPhone, đồng thời nói thêm rằng ông đã dùng iPhone từ khi còn trẻ và chưa bao giờ gặp vấn đề gì. Chúng tôi đã học được rằng không nên vội vàng trong những vụ lùm xùm thế này. Chúng tôi cần dành thời gian để thực sự xem xét vấn đề và sau đó họ sẽ phải hành động. Các chuyên gia trong ngành cho biết không có rủi ro về an toàn. Trong khi đó, một nguồn tin chính phủ Pháp nói rằng thử nghiệm của cơ quan này khác với phương pháp mà Apple đã sử dụng. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.